Rồi, chào cô chú và các anh chị nha. Thì như mọi người đã thấy đó, thì ở đây các bạn thấy rồi đó. Venezuela. Thì đợt trước tôi đã giới thiệu cách đây khoảng 2-3 clip trước đó, là 3 tờ Venezuela là 10.000, 20.000, 50.000 rồi. Thì bây giờ nó ra 200.000 luôn. 200.000 tới 500.000. Rồi có tầm 1 triệu nữa nhưng mà tôi chưa có lấy về. Hiện tại thì giá nó cũng còn đang cao, nhưng mà cũng không có cao lắm, cũng vài chục ngàn thôi. Đó. Rồi, thì những 4 tờ này là 4 tờ đặc biệt nè. Đó, 2 tờ này trước đi. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 2 tờ này trước. Venezuela. À, thấy chưa? Bây giờ hết tiền in rồi, cho nên màu sắc nó không sặc sỡ nữa. Càng nhiều màu thì tiền nó in một tờ thì nó sẽ dội giá lên. Giờ ngân khố còn cái gì nữa, nữa tại xin viện trợ thôi chứ mới in được cái tờ này chứ. Đó, bây giờ hình ảnh ở đằng sau cũng không còn như cái gì nữa. Cứ lấy lại một cái mẫu rồi đó, sao chép ra thôi. Chỉ thay đổi những cái mệnh giá này nè, thay đổi thôi, xong rồi. Đó, giờ đây là có bóng chìm nữa nè. Bây giờ tôi không biết dân ở bên nước đó, ở bên nước này không biết xài cái gì nữa. Tiền thì tối ngày cứ rớt 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 liên tục, mà cứ ra 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 liên tục luôn. Mil không phải là triệu nha, là 200 ngàn các bạn. Đó. Đó. Nè, 2020 nữa các bạn. Hai tờ này là 2020 nha, còn một tỷ nữa. Ý 1 triệu nữa mà mình chưa có đem về. Ừ. Cũng đâu có khác cái gì đâu. Nhìn chán đời thì các bạn. Lúc đầu còn có tiền, lúc sau hết tiền luôn, in mẹ nó một màu luôn cho nó xong. Đó. Rồi. Còn cái này mới đặc biệt nè. Đây là tiền của Macau, của ngân hàng Macau phát hành luôn, chứ không phải là cái kiểu mà các bạn thấy chơi nổi trên thị trường 20-30 ngàn một tờ, không phải nha. Cái này là chính thức của ngân hàng Macau luôn. Thì cái bộ này đã phát hành cũng được là lâu rồi, mỗi một năm á, phát hành từ cái năm con rồng á, năm thìn á, đó là thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, tý, sửu, coi như cũng là 10 con giáp rồi. Năm nay là 2021 thì cái này 2011 á, nói chung là 2011 từ 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 đó tới nay là cũng 10 con giáp, và mỗi năm ra 2 tờ, mỗi năm ra 2 tờ nha các bạn. 2 tờ tương ứng với 2 cái ngân hàng khác nhau nè. Đây là Trung Hoa Ngân hàng nè, Trung Quốc Ngân hàng nè, là ngân hàng Trung Quốc. Còn Bank National Ultramarino có nghĩa là ngân hàng Đại Tây Dương á, đó. Đó là ngân hàng Macau các bạn. Đây tôi sẽ lấy 2 tờ này cho trước. Năm Tý đi, đây năm Tý 2020. Thì các bạn biết năm 2020 thì bệnh dịch cao quá. Nói chung là nó ở bên Trung Quốc nó rất là nặng, nó cũng liên quan tới Hồng Kông, Macau này kia luôn, cho nên cái vấn đề mà phát hành tiền vào năm đó thì khá là xui xẻo, cho nên không có phát hành được. 2 tờ này thì phát hành năm nay các bạn. Đáng lẽ là theo lịch đó thì 2020 mới phát hành, nhưng mà nó đã dời đi tới năm nay rồi, năm nay mới ra. Và nó ra một lúc vừa vừa con chuột như vậy, con trâu luôn. Đó. Đó, nó có bóng chìm rõ ràng các bạn. Những cái tờ mà của Trung Quốc thiết kế á, nó vẫn có bóng chìm rõ ràng luôn, nhưng mà cái chất liệu giấy các bạn cầm lên là giống như giấy photo rồi. Những loại đó có 20-30 ngàn mà không có phải là của ngân hàng phát hành, mà là của một cái cá nhân để nó in ra. Còn cái này là của ngân hàng luôn. Đó. Nhìn vô là biết rồi, các bạn thấy không? Cái sọc 3D nè là đồ thiệt nè. Cái loại giả nó cũng có sọc 3D luôn, nhưng mà nó không có sắc sảo như cái loại này. Đó. Cái này là ngân hàng của Macau nè, cái này ngân hàng của Trung Quốc nè, ở Macau nè. Đó. Trời ơi, cái nhà kia nó mở cái tivi nữa. Nè các bạn thấy nè. Tý, sửu, dần, mẹo nè, thìn, tỵ, ngọ, mùi. Hồi xưa tôi có học nhiều qua chữ Hán nhưng mà bây giờ tôi cũng quên rồi, nhưng mà tôi giờ tôi nhìn mặt chữ tôi có thể đọc được chữ Hán Việt đàng hoàng. Đó. Này như lão sừa nè, sừa nè. Nói chung tôi không nhớ. Đây là chữ mã nè. Đó.
Đó, đây là cái tờ con trâu. Thì cái này á, là mỗi năm mỗi phát hành. Nhưng mà qua năm khác rồi thì ngân hàng Macau không phát hành nữa. Cho nên những cái con giáp trở về sau, trở về trước á, như là con thìn tỵ ngọ mùi á, thì bây giờ nó đã lên giá rồi. Đó cũng là chuyện bình thường, tại vì tiền kỷ niệm mà phát hành chỉ có một đợt thì đứng đợt sau nó sẽ lên thôi. Nó có giới hạn rõ ràng. Mình nghĩ là cái loại này thì nếu mà ra đủ con giáp thì chắc chắn giá nó sẽ lên rất là cao. Tại vì nó là hết hàng kỷ niệm rồi các bạn. Của ngân hàng rõ ràng luôn. Đó. 3D nè. Các bạn nhìn cái tờ thiệt đó, nó sắc sảo hơn những cái tờ của Trung Quốc nó in. Trung Quốc nó in nó cũng hao hao cái kiểu như vậy, nhưng mà cái thiết kế nó khác. Nó có nghĩa là nó vẫn có cái hình cái con này ở đây. Nhưng mà nhìn nó thô luôn các bạn. Cái số nó không phải là số tăng lên, mà cái số như cái form, nó vô form dành cho những cái tờ giấy Playmoney mà giả đó. Mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn chơi hay là các bạn muốn tặng ai đó, thì các bạn muốn dán tường hay gì đó, các bạn mua những loại đó đi. Còn cái này mà dán tường thì tôi thấy cũng rất là phí đó. Và những cái tờ này nó giá trị hơn nhiều những cái loại đó. Đẹp không các bạn? Và mình cũng nói luôn là Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và cũng đã trao trả lại cho Trung Quốc năm 99. Thì hiện tại nó vẫn có được hưởng một cái chế độ giống như là của Hồng, giống như Hồng Kông thôi, nhưng mà nó không giàu hơn thôi. Thì cái nước này nó chuyên về casino, sòng bài, mấy cái dịch vụ đó. Đây là một vùng lãnh thổ chứ không phải gọi là một nước nữa, tại vì nó cũng thuộc về trong Trung Quốc rồi nha. Macau, đơn vị là Patacas, không phải là yuan đến gì tệ, nhân dân tệ nha. Đơn vị là Patacas, 10 Patacas. Rồi. Tôi giới thiệu cho các bạn là 6 tờ thôi. Còn những cái loại khác khi nào tôi về hàng là tôi giới thiệu tiếp. Hiện tại chỉ có 4 tờ trước thôi. Rồi. Đây là số điện thoại của tôi, địa chỉ của tôi. Các bạn cần các bạn cứ liên hệ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.